Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hưng Phúc nha. Tiếp tục clip hôm nay giới thiệu anh em rất là nhiều máy nha. Anh em quan tâm clip thì nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh của mình nha. Rồi, con máy đầu tiên trong clip hôm nay là con anh em xe nè anh em. iPhone 5C màu trắng nha, máy lock nha anh em. Con này máy lock nha. Ngoại hình thì có xuất sắc tới 5 tháng này. Đó. Xuất sắc nhị máy gấp. Mình không bao sim ghép nha, anh em về tự xử. Đó, máy thì ngoại hình cũng còn được, kính đã dán cực lực rồi, xuất sắc vậy thôi. Đó. Chức năng ok, tài khoản sạch nha, không có dính tài khoản hết nha. Đang phiên bản 10.3 này, 5C lock, để em giá 500 nha, 500k không kẹp sạc nha anh em, 500k không kẹp sạc ha, anh em nào thích thì alo nha. Số điện thoại đặt hàng mình là 0355 356 356, cặp trước cái cặp thì theo 50k cho những máy dưới 1 triệu nha anh em, còn những máy trên triệu thì cần 100 200 tùy theo nha. Rồi, tiếp theo clip là con Oppo F1s nha anh em, con này thay vỏ mới nha, keng xà beng luôn, màn hình 5.5 inch nha anh em, ram 332, pin con này là 3075, máy keng xà beng luôn, kính đã đi dán lực cho anh em rồi, đó máy đẹp nha. Anh em xem đi, chức năng các kiểu ok. F1S RAM 332. Máy chức năng full nha. Sáng đẹp. Ok, đẹp keng sao em. Con này để anh em giá 1450 nha. 1450 kèm sạc dán kính cho anh em rồi nha. Rồi ok, F1S. Tiếp theo là một con Samsung A21s. A21s máy riêng nguyên đẹp keng. Sườn xước nhẹ thôi, không có đáng kể nha. Lưng sau anh em thấy không? Quá đẹp. Sườn. Kính đã dán cường lực rồi. Con này cường lực nó bị lỗi nè, để mình dán lại cho anh em biết khác. Kính đẹp keng nha, không có xước nha anh em. Màn hình 6.5 inch, RAM 332, pin 5000. Pin cũng cực là trâu. Camera thì 4 mắt nha anh em. Camera 4 mắt ha. A21s. Samsung A21s. Máy đẹp keng sao beng luôn, tầm 98 tới 99%. Con này ra đi cho anh em giá 3.1 triệu nha. 3.1 triệu kèm sạc dán kính cho anh em đầy đủ trước khi gọi máy. 3.1 triệu. Samsung A30. Samsung A30 màu nâu đen. Máy đẹp tầm 97 98 ha. Kính đã dán cực lực rồi. RAM 332, màn hình 6.4, pin thì 4000. Máy riêng nguyên. A30. Chức năng ok nha. A30 để em giá 2.7 triệu nha, kèm sạc dán kính cho anh em. Máy đẹp đánh giá là tầm 96%, 96 97. Một con VinMax Arix Pro. VinMax Arix Pro 4 camera. 4 mắt. Có đèn LED đây. Đó. Máy đẹp 99 nha. Còn bảo hành con này là gần 10 tầm phải 16 17 tháng, còn cái dòng này 18 tháng. Nó có bảo hành cho em tầm 16 tháng nữa. Còn rất là dài. Arix Pro, RAM 8 bộ nhớ 128. Màn hình 6.39, pin 4000. Con này thanh lý cho anh em hàng cầm đồ. Con này thanh lý nha. Đó. Thanh lý cho anh em luôn. Đó, chức năng thì khỏi phải bàn cãi rồi. Đây. Arix Pro. RAM 8 bộ nhớ 128 nha anh em. Cam 4 mắt. Có đèn LED. Chức năng cực mạnh. Arix Pro máy mới này hiện tại 8 triệu mấy nha anh em. Con này ra đi nhanh cho anh em giá thanh lý 5.5 triệu luôn. Để anh em giá 5.5 triệu kèm sạc. Đó, ok không anh em? Anh em là còn thì hú liền nha, chỉ có một cây duy nhất thôi. Arix Pro giá 55. Mấy con bảo hành công ty full. Nguyên riêng. Cái này khách cầm có mua một tháng, mua mới xong cầm mình tháng thanh lý luôn. Nên để anh em giá 5.5 triệu. Đó, người ta đã lỗ 3 triệu rồi anh em.
còn anh em về sửa luôn nha. Tiếp theo là con ri 4 lút màu xanh đen chắc bên gen vậy đây. Con này màn hình 6 inch nha anh em, RAM 216, pin 3.3, viền sườn viền có xước sát nhẹ, xước sát nhẹ không có đáng kể. Còn ở đây có tróc bên gen, có sao quay dậy người ơi ha, rõ ràng rồi. Kính đặc biệt màn riêng và rất đẹp, gần như không xước. Ri 4 lút nha anh em. Máy chức năng full, ok, cực đẹp nha, chỉ có tróc gen nhẹ thôi. Con này ra đi anh em giá 1.7 triệu, 1.7 triệu nha, kèm sạc và dán lực lại cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. Một con Samsung A10 màu xanh, máy riêng nguyên, lưng đẹp, gọi thưa lưng này rồi, lưng đẹp nha. Không, con này thay lưng rồi nha anh em, thay lưng mới chứ không phải riêng vỏ đâu, thay một cái lưng mới keng rồi. Con này màn hình 6 inch 2, RAM 3, RAM 232, pin 3.4, kính đại dán lực em cho anh em đẹp rồi, kính không vết xước nha. Bật sáng màn hình lên cho anh em dễ xem. A10 Samsung, RAM 232. Chức năng ok hết ha. Chúng này ok toàn bộ. A10 con này ra đi cho anh em giá 1.7 triệu nha, 1.7 triệu, kèm sạc dán kính cho anh em luôn. Samsung A10, một con Ri 7 Pro thay vỏ sao như mới rồi, màn hình 5.5 inch, RAM 332, pin 3.6 nha. Con này thay full bộ, màn vỏ thay đều mới hết, chức năng ok luôn. Ồ, con này mới hết pin rồi, chưa sạc pin rồi. Con này để xíu mà sạc pin hả? Chức năng full cho anh em nha. Ri 7 Pro RAM 332, máy cực đẹp, thay mới như mới luôn, giá 1.7 triệu nha anh em. Ri 7 Pro màu xanh nhạt, giá 1.7 triệu, kèm sạc dán kính cho anh em luôn. Một em Samsung A30 màu xanh nhạt, vỏ đẹp tầm 97, kính 99, RAM 332 luôn, RAM 332, màn hình 6 inch 4, pin thì 4.000. Đó, sườn này anh em coi đi, sườn siết ha, Samsung A30, máy riêng nguyên. Nói chung là máy còn đẹp tầm 97-98 vô tư. Con này cũng không có gì để chê được hết, sáng đẹp màn hình. Con này ra đi anh em giá 2.7 triệu nha, 2.7 triệu, kèm sạc dán lực lại cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. Giá 2.7 triệu nha anh em. Đó, ok nha. Mình có một con Samsung S9 cộng anh em, bản hàng Samsung S9 cộng, bản hàng nha, một sim, máy đẹp tầm 97-98 luôn, lưng sèo keng 99 luôn, sườn đẹp nhẹ nè, màn hình 6 inch 2, RAM 6 bộ nhớ 64, pin 3.5 nha, kính keng sà beng luôn, kính gần như không có xước. Con này lỗi nhẹ, màn dính hai đốm đây, đó dính cái đốm đây, không hề lan nha anh em, xài vô tư ha, mình gọi là xài chữa cháy á, bán giá gần như không màng. Đó, anh em nào thích thì alo nha. Đó, máy cực đẹp luôn, camera trước sau cực nét. Đó, màn đen thì gần như không thấy, màn trắng thì đó, nó có hai cái đốm đây, ok nha anh em. Bộ nhớ 64 đi nè, S9 cộng nha, chức năng thì khỏi phải bàn ha, S9 Plus. Vậy mấy anh em chơi game đồ giải trí rồi, còn là khỏi phải chơi. Đó, có sao quay lại rõ ràng cho anh em coi đâu nha. Giá 2.990 nha, 2.990 kèm sạc cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy, đầy đủ full chức năng. Đó, S9 cộng. Và tiếp theo một em S8 cộng nữa. S8 cộng máy vỏ keng luôn anh em. Nè, bán hàng luôn nha. Bán hàng luôn ha. Sườn kính rất đẹp. Nè, kính keng luôn nè. Con này màn hình 6 inch 2, RAM 464, pin 3.5 nha anh em. S8 Plus. Một đốm ngay đây. Đó, anh em thấy không? Dính một đốm bên đây. Không hề lan ra nha anh em, đốm này không xài lan ra nha. Bao anh em xài thoải mái nha.
mà ám nhẹ nhẹ trên góc trên thôi, có ám nhẹ nha. Đó, gần như không thấy đâu, trong này thì gần như không thấy, máy full chức năng. Đó, có sao thì mình quay lại rõ ràng cho anh em rồi nha, bản hàng một sim, chức năng thì bao cho anh em xài thoải mái. Đó, wifi các kiểu. Đó, một đốm nhẹ, màn ám nhẹ ha. Đó, camera thì bao anh em luôn, nó đẹp, phải nói là VIP, chụp hình quay phim thì khỏi phải chơi. F8 cộng, con này để anh em giá 2.690.000, kèm sạc cho anh em luôn, ok nha. Máy chức năng full, F8 nút, 2.690, chỉ một vài duy nhất thôi anh em, đặt sớm thì còn ha. Một con A20 Samsung màu đỏ, máy full chức năng. À, con này RAM 332, màn hình 6.4, pin thì 4000. Máy thì đẹp tầm 97 thôi, 96-97 thôi, lưng sao có nhám nhám vậy do xẹp lưng này. Kính dán cực lực đẹp keng, máy không lỗi nha anh em. Máy keng không lỗi nha. Đó, Samsung A20. RAM 332, con này để anh em giá 2.500.000 nha. 2.500.000, kèm sạc dán kính cho anh em đầy đủ nha. Đó, máy không lỗi, đầy đủ chức năng full. Con nào có sao mình quay dạy rồi, anh em cứ coi kỹ clip trước khi đặt hàng. Một con Samsung J8 màu vàng nhạt, lưng sau có xuất sắc cho xe đạp lưng, RAM 332, màn hình 6 inch, pin 3.500.000 nha. Sườn đẹp ha, sườn không có xuất sắc nhiều đâu, chỉ có cái lưng sau trước này. Đó, sườn đẹp ha. Kính keng sạc đen luôn, kính keng sạc đen luôn. Đó, Samsung J8 ha, mọi chức năng full. RAM 332, con này để anh em giá 1.700.000 nha. 1.700.000 kèm sạc và mình sẽ dán ngược lại cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. À, rất ok. Realme 5i, vỏ sao hơi xước, sát, hơi xấu, đánh giá không được đẹp. Nên là một kỹ thì thay vỏ sao nữa là bao đẹp luôn. Máy riêng nguyên, màn hình 6.5 nha. RAM 4, đây là bản RAM 4 nha này, không phải RAM 3 nha. RAM 4 64, pin 5000. Đó, sườn thì có xuất sắc, lưng sau chức năng full. Realme 5i, RAM 4 64, chức năng khỏi bàn ha, quá ok. Realme 5i nè, RAM 4 64 này, chip Snapdragon 665 này, chức năng full này. Realme 5i, anh em mua cái ốp lưng màu đen bỏ vô xài nữa là bao đẹp. Giá 2.200.000 nha anh em, 2.200.000 kèm sạc dán kính cho anh em nha. Hôm nay máy rất là nhiều, anh em quan tâm thì cứ theo dõi kỹ clip trước khi đặt hàng nha. Một con Vivo Y17, máy đánh giá là đẹp tầm 97-98 nha. Vivo Y17 nha, RAM 4 bộ nhớ 128 cơ nha anh em, con này có hình mạnh nha. Kính thì còn miễn dán garanti riêng luôn, gần như là không có xuất sắc nha anh em. Đó, đẹp. Vivo Y17, màn hình cực nét, RAM 4 64. Đó, wifi này, bốn ghi, màn hình 6.3, 6.35 á, pin 5000. Y17 con là để anh em giá 2.750.000 nha. 2.750.000 kèm sạc dán kính cho anh em đầy đủ nha. 2.750.000, giá rất là yêu thương. Tiếp theo là một con Oppo A91 anh em. Oppo A91 vỏ sao này có nhám xước nhẹ nhẹ, kính đã giác lực cho anh em rồi, sườn đẹp nha, sườn đẹp. Con này màn hình 6.4, RAM 8GB nha anh em, RAM 8 bộ nhớ 128, pin con này là 4.025, mấy keng luôn, lưng sao xuất sắc nhẹ thôi. Chức năng thì full. Đó, RAM 8GB nhớ 128 cực khủng. A91 Oppo 3.750.000 kèm sạc dán kính cho anh em nha. Một em Samsung A71 máy riêng keng màu đen xám xám này, viền vàng như kim cương. Đó, nó vẽ này anh em thấy không? Máy đánh giá tầm 98, kính là 99 nha, kính không hề xước, lưng sau thì có xài ẩm lưng nên nó hơi nhám nhẹ thôi. Kính camera cực đẹp luôn, 4 mắt ha. Đó, máy thì đã bao đẹp cho anh em. A71 nha anh em,
Hôm nay chúng em ra về rất là nhiều. Anh em nào quan tâm thì cứ xem kỹ clip. Bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh của mình nha. A71 màn hình 6x7 anh em, RAM 8 bộ nhớ 128, pin 4500. Con này ra đi cho anh em là giá 5.800.000 nha. 5.800.000. Máy riêng nguyên đẹp. Kèm sạc, dán kính cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy. 5.800.000 nha anh em. Tiếp theo cho anh em là một con S10 Blut, S10 Blut thanh lý cho anh em luôn, con S10 Blut nha. Đó. Con này đánh giá đẹp tầm 99 luôn, 98-99 luôn. Keo là có dán keo này, lột cho anh em xem này, thấy không? Đó, cực đẹp nha. Miếng keo còn nguyên luôn. Đó, anh em coi máy đi. S10 cộng. Máy cấu hình cực mạnh nha. Đó. Máy rất là VIP. S10 cộng. Chức năng full. Con này là RAM 8 bộ nhớ 128 nha anh em. Màn hình 6 inch 4, pin con này là 4001. Máy riêng công ty. Để anh em giá 7.700.000 nha. 7.700.000. Kèm sạc cho anh em đầy đủ. 7.700.000 nha anh em. Anh em quan tâm thì coi kỹ clip trước khi đặt hàng nha. Con này mình sẽ nhận cọc trước 500.000 Viettel. À 500.000 chứng khoán. 500.000 chứng khoán mình mua ship nha anh em. S10 luôn. Đó, máy rất ok. Rồi, clip này cũng xin tạm dừng tại đây đi. Cũng dài rồi anh em. Anh em nhớ bấm like video nha. Với lại đăng ký kênh để ủng hộ mình. Thân ái chào cả nhà. Hẹn anh em clip tiếp theo ngày mai. À, chào anh em.